Video này bản quyền thuộc về thầy Hoàng Xuân Trường, Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ. Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ, đơn vị chuyên đào tạo tiếng Hàn chất lượng cao, chuyên xuất khẩu và du học Hàn Quốc. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học số 14. 여기서 사진 찍어도 되요. 사진은 찍어도 Đầu tiên chúng ta sẽ uh, vào phần Hắc sức mục tiêu. Chúng ta xem mục tiêu bài học hôm nay là gì. Mục tiêu bài học hôm nay chúng ta có dây trơn, đây là phép lịch sự. Dây chơn, là phép lịch sự, dây chơn. Tiếp theo là không chung tô tốc, tức là cái đạo đức nơi công cộng, tức là phép tắc nơi công cộng. Tiếp theo, động từ đi với nào ân cho kỳ tà ập tà. Động từ nếu có bát chim sẽ đi với ân, còn không có bát chim sẽ đi với nào cho khi ta đã từng bạn đã từng làm một việc gì đó cái này nói về cái kinh nghiệm tiếp theo động từ did at là khi chúng ta đã làm một việc gì đó tức là cái việc này hoặc là cái tính chất này nó đã xảy ra rồi tiếp theo sinu hal kien hom baragi đây là chúng ta có một đoạn hội thoại về phần nói về cái, cái uh, kinh nghiệm về những cái sai lầm của mình trong quá khứ. Tiếp theo, Pull bước Qua Period ngữ pháp vào biểu hiện số 2 chúng ta có động từ đi với A, Tô, Tùy Tà, đó là cho dù làm cái gì cũng được. Tiếp theo, động từ đi với Ư Miên, Ản Tùy Tà, nếu mà làm một việc gì đó thì không được. Baraki, Y, Miên, Hà cái đoạn hội thoại số 2 của chúng ta sẽ học đó là đoạn à, nói về đoạn, đoạn, mô tả giải thích về cái phép lịch sự tất cô nghe và nó nghe và nói công dân trang ane pang song kỳ chúng ta nghe một đoạn hướng một đoạn à, một đoạn cái này bang sông bang sông đoạn loa là đoạn phát thanh chúng ta nghe một đoạn phát thanh hướng dẫn về cái công nhân trang tiếp theo kiruksa kiuchige tan kỳ -ki". chúng ta nghe đoạn hội thoại về cái quy tắc ở ký túc xá công chung thu to kế chúng ta hãy nói về cái đạo đức nơi công cộng muôn hoa chay ấy chúng ta đọc một đoạn văn về cái sự khác biệt văn hóa muôn hoa chay thèn cơ chúng ta hãy viết một đoạn khác biệt về văn hóa qua chê bài thực hành kia hôm phán chúng ta phát biểu về cái kinh nghiệm của chúng ta Môn hoa san là cái phần văn hóa Kiêng lô u tê Đây là vấn đề này là Kính lão Tôn kính người trên Phá đông kiêng ngâm hòa Xăm Đó là à, Âm căng hóa ba Với nội dung bài học như này ngữ pháp chúng ta sẽ tìm hiểu Đó là Bạn đã từng hoặc là chưa từng làm việc gì đó Hoặc là khi bạn làm những việc đó Thì như thế nào Hoặc là cho dù bạn làm một việc gì đó cũng được hoặc là nếu làm việc đó thì không được cái này chúng ta chủ yếu học về phép tắc và cái quy tắc ở nơi công cộng đạo đức ở nơi công cộng chúng ta ứng xử ở ngoài cuộc sống như thế nào và trong phần này chúng ta có phần văn hóa đó là kelu tề đó là cái phép lịch sự đối với người lớn đức độ với người lớn Đây chúng ta chi tiết chúng ta sẽ vào phần bài học ngày hôm nay Bài học ngày hôm nay chúng ta là bài 14. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần từ vựng. Từ vựng ở đây chúng ta có sẽ có một số phần từ vựng và trong phần bài học chúng ta sẽ lựa chọn phần nào. Cái từ nào là từ được sử dụng và từ nào là từ không nên sử dụng đối với người lớn. Tiếp theo, đầu tiên chúng ta có số 1 là hà tả là nói ngang hàng. 이름은 부르다 khi chúng ta gọi tên 높임할 존댓말을 하다 nói tôn kính hoặc là nói lễ phép 한 손은 한 받다 nhận bằng một tay 자일은 양보하다 nhường chỗ ngồi 두 손으로 들이다 tặng bằng hoặc là biếu bằng hai tay Tai 꼬꼬 앉다 là ngồi gác chân Coke rin tholigo tức là xoay người chúng ta uống coke rin xúc in tức là chào hơi cúi đầu chào cúi đầu hơn người ta đấy là những phép lịch sự và những việc không được làm như là parmarit hà ta với người già thì không được rồi đối với người lớn thì không thể gọi tên không hanson bata cái này không được đâu cúp cô anh ta thì không được. Thế thì chúng ta chú ý những cái hành động đó thì chúng ta sẽ học ở trong phần bài học. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần từ vựng này. 반말을 하다, Haraboji Kumawo, đấy là sử dụng nói ngang hàng như thế không được. 반말을 하다, 이름을 부르다. 이름을 부르다. 이름 부르다 높임말을 하다. 존댓말을 하다. 한 손으로 다한 손으로 받다. 자리를 양보하다. 다리를 양보하다. 두 손으로 들이다. 두 손으로 들이다. 다리를 꼬고 앉다. 다리를 꼬고 앉다. 고개를 돌리고 마시다. 고개를 돌리고 마시다. 고개를 숙여서 인사하다. 고개를 숙여서 인사하다. 우리가 다시 읽어보자. 우높임 높임말을 하다. 존댓말을 하다. 높임말을 하다. 존댓말을 하다. 자리를 양보하다. 두 손으로 들이다. 두 손으로 들이다. 다리를 꼬고 앉다. 고개를 돌리고 마시다. 고개를 돌리고 마시다. 고개를 숙여서 인사하다. và những việc không được làm với người lớn. 이름을 부르다. 다리를 꼬고 앉다. 한 손으로 Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần từ vựng số 2. Đây là những phần từ vựng của Bản cấm biển cấm cấm dơn là cấm hút thuốc chu cha cấm chi là cấm đỗ xe sa chin choan nhân cấm chi là cấm quay phim chụp ảnh um panip bun cấm chi là không được mang đồ ăn vào Hiệu te phun chon hoa sa yong cấm chi là không được sử dụng điện thoại Cứ mian. Cứ mian. 주차금지 사진 촬영 금지 음식물 반입 금지 휴대전화 사용 금지 금연 주차금지 사진 촬영 금지

거기는 쇼키여서 인사하다 또 손으로 tiếp theo chúng ta sẽ sang phần số 1 đây là động từ đi với ư no cho khi ta học tà. đây là đã từng ít ta là trước khi ta là đã từng đã từng làm một hành động gì đó thì động từ đi với hoặc tương tự như là định ngữ của động từ ở quá khứ đối với động từ không có bát chim sẽ đi với n ví dụ hata ta thì thành han ta nếu mặc ta là mặc ta ở đây là đã từng làm việc gì đó nói về kinh nghiệm của bản thân tiếp theo chúng ta có ví dụ 한국어를 잘 몰라서 실수할 실수한 적이 있어요? 한국어를 잘 몰라서 실수한 적이 있어요? Vì là tiếng Hàn chưa tốt. Nên bạn đã từng mắc l 그럼요 능년 rồi. 실수한 적 많나요? 한국어를 잘 몰라서 실수한 적이 있어요? 그럼요. 실수한 적 많아요. ở trong phần này xin su hân mà này cái chữ cờ đọc ngay gặp chữ m thì chữ cờ được đọc là chữ ngờ xin su hân chong mà này tiếp theo chúng ta sẽ xem một số ví dụ để hiểu thêm về phần ngữ pháp này đây là manata thì là chơ saramun chon nê chơ saramun chon nê chon nê là trước đây chơ saram là người kia manan chơ kỳ sơ yếu manan chơ 만난 적이 cho 그 사람 전에 cứ sao làm trở nên bán cho ngày trước tôi đã gặp cái người kia rồi. 저는 그런 이야기를 듣다 들은 적이 들은 적이 없어요, 들은 적이 없어요. tức là những câu chuyện đó tôi chưa từng được nghe. câu chuyện như vậy 그런 <laughs> 이야기, tôi chưa từng được nghe câu chuyện như vậy. 한국어로 Quốc어로 쓴 소설책을 읽어보다, 읽어본 적이 있어요, 읽어본 적이 있어요. Các bạn, bạn đọc tiểu thuyết được viết bằng tiếng Hàn chưa? Bạn đã từng đọc tiểu thuyết viết bằng tiếng Hàn chưa? Đấy. Đã từng. Chúng ta nói về kinh nghiệm. Ví dụ sau này chúng ta đi phỏng vấn chẳng hạn, thì cũng chúng ta nói đã từng làm việc gì thì chúng ta Uh, sử dụng cái phương pháp nói như thế này. Chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần uh, ngữ pháp 1 phần ngữ pháp số 2 trong phần này, ngữ pháp thứ hai trong phần môn vô 1. Động tính từ đi với as hoặc là utile. Tức là khi cái động tính từ ở thì quá khứ tức là cái việc hoặc là cái tính chất đã xảy ra thì quá khứ. Ví dụ như là 어른 어른을 만나면 어떻게 인사해야 돼요? khi mà gặp người già thì chúng ta cần phải chào như thế nào? 어른 때 때는 khi mà đã gặp người già á 고개를 숙여서 인사해야 돼요. 어른, 어른을 만나면 어떻게 인사해야 돼요? 어른을 만났을 때는 고개를 숙여서 인사해야 돼요. 어른을 만나면 어떻게 인사해야 돼요? 어른을 만났을 때는 고개를 숙여서 인사해야 돼요. 어른을 만나면 어떻게 인사해야 돼요? 어른을 만났을 때는 고개를 숙여서 인사해야 돼요. 중단하세요. 미소. 어리다. 어렸을때어렸을때 한국, 한국계와 인본, 아, 한국계와 본 적이 있어요. 또 이건 영어 또 이라든지 한국 제가 교신에 도착 도착하다 도착했을 때 사람이 없었어요 도착했을 때 제가 교신에 도착했을 때 사람이 없었어요 저녁을 다 먹다 다 먹었는데 저녁은 다 먹었는데 친구한테서 전화가 왔어요. 어, 네, 다 ăn tối xong thì bạn à tôi đã nhận cuộc gọi từ bạn. À, phần à, ngữ pháp hai phần này, phần môn verb in, môn 1, chúng ta có hai phần ngữ pháp đó là động từ đi với hắn khi kỳ tà kỳ tà là đã từng và chưa từng thứ hai khi mà chúng ta đã cái gì đó đã làm hoặc là đã có cái tính chất nào đó thì chúng ta làm những việc gì tiếp theo thì đó là hai phần ngữ pháp số 1 và số 2 và ví dụ này chúng ta đã đọc rất là kỹ rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào phần tiếp theo của bài học 14 đó là Maragil trong phần Marking in này phần nói một này chúng ta sẽ cùng nhau dịch xem nội dung đoạn văn của chúng ta sẽ là gì 한국어는 참 한국어는 참 어려운 것 같아. tiếng Hàn có vẻ rất khó. 유진, 너 한국어 잘하는데 왜? bạn tiếng Hàn giỏi mà sao thế? 아니야. 컴파 ô 오늘 병원에 갔었는데 오늘 병원에 갔 한국어를 잘못 해서 창피한 일이 있었어요. 있었어요. 있었어. À, hôm nay khi mà viện ấy, khi viện thì vì là tiếng h n không giỏi ấy, đã có một việc làm cho tôi thấy xấu hổ. xuất nhân thế có việc gì vậy ơi sa sơn nè sơn giang niêm ơn sa nim ý đã có bù lơ sơ sa lâm u sốt sơ là gọi bác sĩ là ơi sa sơn giang niêm nhưng mà tôi gọi là ơi sa nim cho nên là mọi người đã cười tôi Nato Kakum cả cơm chờ mà nát chờ mà nan sa ơn

Bạn cũng vì tiếng Hàn nên cũng gặp nhiều cái lỗi lầm à? Mù chủ đương nhiên rồi. Mù luôn chủ. Mù luân ý chí. Cứ xin xin hạ miền sơ án ý chấp cho cho dù như vậy xin miền sơ vừa mắc lỗi thì những cái peun un là những cái mà được học những cái đã học thì là án y cho sau nó không bị mất đi không bị quên nên tốt thế thì khi mà chúng ta bị vì tiếng hàn chúng ta nói chưa tốt thì sinh ra hiểu lầm một số cái nội dung hiểu lầm thì cái đấy khi mà được người ta sửa hoặc là nó đánh dấu trong cái trí óc của chúng ta chúng ta sẽ nhớ nó rất là lâu và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần này 한국어는 참 어려운 것 같아. 너 한국어 잘하는데 왜? 아니야. 오늘 병원에 갔을 때 한국어를 잘못해서 창피한 일이 있었어. 무슨 일이 있었는데? 의사 선생님을 의사님이라고 불러서 사람들이 웃었어. 나도 가끔 처음 만난 사람을 뭐라고 불러야 할지 몰라서 어려울 때가 있어. 너도 한국어 때문에 실수한 적 있어? 물론이지. 그래도 실수하면서 배운 것은 안 잊어버려서 좋아. 중단해라. 한국어는 참 어려운 것 같아. 너 한국어 잘하는데 왜? 아니야. 오늘 병원에 갔을 때 한국어를 잘못해서 창피한 일이 있었어. 무슨 일이 있었는데? 의사 선생님을 의사님이라고 불러서 사람들이 웃었어. 나도 가끔 처음 만난 사람을 뭐라고 불러야 할지 몰라서 어려울 때가 있어. 너도 한국어 때문에 실수한 적 있어? 물론이지. 그래도 실수하면서 배운 것은 안 잊어버려서 좋아. 한국어는 참 어려운 것 같아. 아니야. 오늘 병원에 갔을 때 한국어를 잘못해서 창피한 일이 있었어. 의사 선생님을 의사님이라고 불러서 사람들이 웃었어. 너도 한국어 때문에 실수한 적 있어? 한국어는 참 어려운 것 같아. 아니야. 오늘 병원에 갔을 때 한국어를 잘못해서 창피한 일이 있었어. 의사 선생님을 의사님이라고 불러서 사람들이 웃었어.

너 한국어 잘하는데 왜? 무슨 일이 있었는데? 나도 가끔 처음 만난 사람을 뭐라고 불러야 할지 몰라서 어려울 때가 있어. 물론이지. 그래도 실수하면서 배운 것은 안 잊어버려서 좋아. n t i 너 한국어 잘하는데 왜? 무슨 일이 있었는데? 나도 가끔 처음 만난 사람을 뭐라고 불러야 할지 몰라서 어려울 때가 있어. 물론이지. 그래도 실수하면서 배운 것은 안 잊어버려서 좋아. 듣 한국어는 참 어려운 것 같아. 너 한국어 잘하는데 왜? 아니야. 오늘 병원에 갔을 때. 한국어를 잘못해서 창피한 일이 있었어. 무슨 일이 있었는데? 의사 선생님을 의사님이라고 불러서 사람들이 웃었어. 나도 가끔 처음 만난 사람을 뭐라고 불러야 할지 몰라서 어려울 때가 있어. 너도 한국어 때문에 실수한 적 있어? 물론이지. 그래도 실수하면서 배운 것은 안 잊어버려서 좋아. 한국어는 참 어려운 것 같아. 너 한국어 잘하는데 왜? 아니야. 오늘 병원에 갔을 때 한국어를 잘못해서 창피한 일이 있었어. 무슨 일이 있었는데? 의사 선생님을 의사님이라고 불러서 사람들이 웃었어. 나도 가끔 처음 만난 사람을 뭐라고 불러야 할지 몰라서 어려울 때가 있어. 너도 한국어 때문에 실수한 적 있어? 물론이지. 그래도 실수하면서 배운 것은 안 잊어버려서 좋아. Tiếp theo phần hội thoại này chúng ta có thêm luyện tập đó là bạn này bạn ấy thấy khó vì là owner 집주인은 많았는데. Ờ chứ hôm nay là gặp chủ nhà. Thế 집주인 아저씨는 주인님라고 Thì cái này đây là cái lỗi của bạn ấy. 집주인 아저씨. Tiếp theo là 나도가끔 가끔, 가끔 높임말을 어떻게 써야 할지 몰라서. 즉라, không biết sử dụng. Thỉnh thoảng thì tôi không biết sử dụng cái nói tôn kính như thế nào. 한국어를 잘못 해서 당황한 적 있어요. 있어. 당황라, 막 n g ư ợ n n g Đây là phần nói. Và ở trong phần uh, luyện tập chúng ta có một số cái uh, luyện tập số 2 chúng ta có những cái tình huống tương tự khác thì các bạn ở uh, trong theo giáo trình thì các bạn sẽ xem thêm một số cái uh, bài khác nữa, một số cái nội dung khác nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần tiếp theo phần 2, phần bốn bước gì ngữ pháp 2. Ngữ pháp số 3 của bài học ngày hôm nay đó là động từ đi với a à, tô tùy tùy tà a các bạn biết cấu trúc là động từ đi vì a ô tô đó là cho dù cho dù thực hiện hành động này cũng được tùy tả y computer số tô thiếu tôi dùng máy tính này có được không để số tô thiếu nó dùng cũng được y computer số tô không? để số tô chúng ta nghe lại y computer số tô thiếu để 써도 돼요.

여기서 사진 찍어도 돼요. 그럼요. 네, 그럼요. ví dụ chúng ta có là 돼요. Uh, <mà> hoặc là 해도 <hê> 돼요. Phần ngữ pháp số 3 trong phần bài học ngày hôm nay. Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Phần ngữ pháp số 4 đó là động từ đi với ư miên ăn tiêu ư miên ăn tùy tả thì ở đây chúng ta có ý, nghĩa của ngữ pháp này đó là động từ nếu mà thực hiện cái động từ này nếu thực hiện cái hành động này thì không được ở đây chúng ta thấy cái người này đang giơ tay đấy yoki so sa chikoto tiểu ở đây chụp ảnh có được không ạ anio yoki so sa chin an ăn tuy Được chụp ảnh. 여기서 사진을 찍어도 돼요? 아니요, 여기에서 사진을 찍으면 안 됩니다. 여기서 사진을 찍어도 돼요? 아니요, 여기에서 사진을 찍으면 안 됩니다. Chúng ta tìm hiểu thêm một số ví dụ. 여기에서는 여기에서는 담배를 피우다를 훗훗똑 담배 피우면 피워도 피우 피워도 피우 돼요. đây l hỏi 피우면 안 돼요. 교신에서 음식은 먹다. 음식은 먹으면 안 돼요.

hai miên ăn tiền nâng cốt gì hai miên ăn tiền nâng cốt đấy là cái việc mà không được làm bán chồ nhiều chưa nhiều phải không? Nè vâng. 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단 받아서요. Vâng hôm nay à, ngồi trước mặt ông nội gác à, vắt chéo chân vừa xong là đã bị ông mắng. 한국에서는 어른 앞에서 다리 꼬고 앉으면 안 돼요. 한국에서 쭉 많이 learn, 쭉 많이 깍전, 락쿵득. 저도 아는데, 또, 꾹, 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 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 이러, 이러, 잊어버렸어요. 잊어버려요. tôi cũng biết như vậy nhưng ở đất nước tôi thì ngồi như thế không sao cho nên là à, cứ cứ thỉnh thoảng lại quên cứ quên mất. Nhật Bản văn nên Hàn Quốc văn hóa 많이 비슷하죠. người Nhật Bản và người Hàn Quốc văn hóa Nhật Bản và văn hóa Hàn Quốc cũng tương đồng nhau chứ. 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 아, cái giống nhau cũng có mà cái khác nhau cũng nhiều. 뭐가 다른데 다른데요? cái gì thì khác nhau? 한국에서는 어른 앞에서 술은 마실 때, tức là ở Hàn Quốc khi mà uống rượu trước người lớn, 고개를 돌리고 마셔야 하지만 인본에서는 그냥 마셔도 돼요. quốc thì khi uống rượu khi uống rượu trước mặt người lớn thì phải xoay người. Còn ở Nhật Bản cứ thế uống cũng được. 그래요 vậy à? 가까운 문화는 다르네요. Tuy là đất nước gần nhau nhưng mà văn hóa khác nhau nhỉ? 자, bây giờ chúng ta sẽ nghe phần bài này. 한국은 어른에 대한 예절이 좀 복잡한 것 같아요. 맞아요. 어른 앞에서 하면 안 되는 것이 많지요. 네. 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단맞았어요. 한국에서는 어른 앞에서 다리를 꼬고 앉으면 안 돼요. 저도 아는데 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 잊어버려요. 일본 문화는 한국 문화와 많이 비슷하지요? 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 뭐가 다른데요? 한국에서는 어른 앞에서 술을 마실 때 고개를 돌리고 마셔야 하지만 일본에서는 그냥 마셔도 돼요. 그래요? 가까운 나라지만 문화는 다르네요. <목소리> 한국은 어른에 대한 예절이 좀 복잡한 것 같아요. 맞아요. 어른 앞에서 하면 안 되는 것이 많지요? <목소리> 네. 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단 맞았어요. 한국에서는 어른 앞에서 다리를 꼬고 앉으면 안 돼요. 저도 아는데 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 잊어버려요. 일본 문화는 한국 문화와 많이 비슷하지요? 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 뭐가 다른데요? 한국에서는 어른 앞에서 술을 마실 때 고개를 돌리고 마셔야 하지만 일본에서는 그냥 마셔도 돼요. 그래요? 가까운 나라지만 문화는 다르네요. 이제 할바입니다 먼저 리코할입니다 한국은 어른에 대한 예절이 좀 복잡한 것 같아요. 네, 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단 맞았어요. 저도 아는데 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 잊어버려요. 일본 문화는 한국 문화와 많이 비슷하지요? 뭐가 다른데요? 그래요? 가까운 나라지만 문화는 다르네요. 한국은 어른에 대한 예절이 좀 복잡한 것 같아요. 네. 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단 맞았어요. 저도 아는데, 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 잊어버려요. 일본 문화는 한국 문화와 많이 비슷하지요? 뭐가 다른데요? 그래요? 가까운 나라지만 문화는 다르네요. 시작. 맞아요. 어른 앞에서 하면 안 되는 것이 많지요. 한국에서는 어른 앞에서 다리를 꼬고 앉으면 안 돼요. 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 한국에서는 어른 앞에서 술을 마실 때 고개를 돌리고 마셔야 하지만

어른 앞에서 하면 안 되는 것이 많지요? 한국에서는 어른 앞에서 다리를 꼬고 앉으면 안 돼요. 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 한국에서는 어른 앞에서 술을 마실 때 고개를 돌리고 마셔야 하지만 일본에서는 그냥 마셔도 돼요. 이제부터는 한국어로 하겠습니다. 한국은 어른에 대한 예절이 좀 복잡한 것 같아요. 맞아요. 어른 앞에서 하면 안 되는 것이 많지요? 네. 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단 맞았어요. 한국에서는 어른 앞에서 다리를 꼬고 앉으면 안 돼요. 저도 아는데, 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 잊어버려요. 일본 문화는 한국 문화와 많이 비슷하지요? 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 뭐가 다른데요? 한국에서는 어른 앞에서 술을 마실 때 고개를 돌리고 마셔야 하지만 일본에서는 그냥 마셔도 돼요. 그래요? 가까운 나라지만 문화는 다르네요. 중당에 라이. 한국은 어른에 대한 예절이 좀 복잡한 것 같아요. 맞아요. 어른 앞에서 하면 안 되는 것이 많지요. 네. 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단 맞았어요. 한국에서는 어른 앞에서 다리를 꼬고 앉으면 안 돼요. 저도 아는데 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 잊어버려요. 일본 문화는 한국 문화와 많이 비슷하지요? 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 뭐가 다른데요? 한국에서는 어른 앞에서 술을 마실 때 고개를 돌리고 마셔야 하지만 일본에서는 그냥 마셔도 돼요. 그래요? 가까운 나라지만 문화는 다르네요. <목소리도> 한국에서 어른 앞에서 담배 피우면 안 돼요. 와, 한국에서는 밥을 먹은데 밥그릇은 놓고 먹어야 하지만 인본에서는 그릇은 들고 먹어요. Thì ở Hàn Quốc thì đặt bát cơm và ăn. Tức là không cầm bát cơm lên. Nhưng ở Nhật Bản thì cầm bát lên ăn. Đây là phần nói 1, à phần nói 2 của phần bài này. À, các bạn sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sang phần tức cô kỳ. Phần nghe và nói. Đầu tiên phần chuẩn bị, chuẩn bị. Công nhân trang ngày giờ ha miên ăn đuê nên cờ sơn Ở trong cái buổi công diễn thì các bạn làm những việc gì thì không được. Thì chúng ta nghe và chúng ta à, trả lời những câu hỏi sau đây đầu tiên chăn thức cô mắt chị án nâng cơ sân kuruseo hãy nghe và chọn cái không đúng dưới đây số 1 là không dân trang an nâng ấm trích mũn phản nịp cơm chi là trong cái buổi công diễn thì không được mang đồ ăn vào cấm mang đồ ăn công không dân ý si chắc hai miên bạc cửa đá ca miên ăn vào, khi mà buổi công diễn bắt đầu, nếu buổi công diễn bắt đầu thì không được mọi người không được ra bên ngoài. Không nhân trang, công nhân trang, không được mang điện thoại vào trong cái Công nhân trang, vào trong cái hội trường công diễn. thì Chúng ta nghe và. 잘 듣고 맞지 않는 것을 고르세요. 저희 서울 아트센터를 찾아주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 이제 곧 공연이 시작됩니다. 모두 자리에 앉아주십시오. 공연장 안에서는 음식물을 드시거나 사진 촬영을 하실 수 없습니다. 공연 시작 후에는 자리를 바꾸거나 밖으로 나가실 수 없습니다. 그리고 공연 중에는 휴대전화 사용이 금지되오니 휴대전화를 꺼주십시오. 오늘도 저희 서울아트센터와 함께 해주셔서 감사합니다. 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. À đây là một cái bảng thông báo, một cái đoạn thông báo trước khi một buổi công diễn à, diễn ra thì đấy là những cái quy định. Và bây giờ chúng ta sẽ xem. Số 3, đó là không được mang điện thoại vào. Cái này không đúng. Bởi vì mà được mang vào nhưng tắt đi hoặc là không được quay phim chụp ảnh. Chúng ta nghe lại một lần nữa. <laughs> 잘 듣고 맞지 않는 것을 고르세요. 저희 서울 아트센터를 찾아주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 이제 곧 공연이 시작됩니다. 모두 자리에 앉아주십시오. 공연장 안에서는 음식물을 드시거나 사진 촬영을 하실 수 없습니다. 공연 시작 후에는 자리를 바꾸거나 밖으로 나가실 수 없습니다. 그리고 공연 중에는 휴대 전화 사용이 금지되오니 휴대 전화를 꺼 주십시오. 오늘도 저희 서울 아트센터와 함께 해 주셔서 감사합니다. 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 중단 <목소리> 2 sẽ bị yêu buồn ra ấy cái cái 해도 되는 것과 하면 안 되는 것은 무엇입니까? 아, 어, 교사, 어, 교사 어 quê hương các bạn ở đất nước các bạn thì có những việc gì được làm và không được làm. 잔드고 질문에 답하세요. các bạn nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Đầu tiên là phần số 1. 기숙사에서 해도 되는 것은 무엇입니까? 어, 기숙사 là những cái việc gì được làm. Ví dụ như là được uh, nghỉ nghe nhạc này, được uh, nấu ăn này hay được hút thuốc ở trong ký túc xá. Và thứ hai là bạn nên cơ sân kuruseo. Hãy chọn cái đúng. Ký túc xá xích tăng ngân woroin Tức là căng tin

무료로 Hansu những người mà ở ký túc xá thì sẽ được sử dụng miễn phí những cái trang thiết bị thể thao. Cái này chúng ta sẽ xem đáp án nào là đáp án đúng? 잘 듣고 질문에 답하세요. 여러분, 기숙사에 오신 것을 환영합니다. 먼저 기숙사에서 지켜야 할 것에 대해서 몇 가지 알려드리겠습니다. 기숙사는 여러 사람이 같이 사는 곳이기 때문에 다른 사람에게 불편을 주는 행동을 하면 안 됩니다. 밤에 큰 소리로 음악을 듣거나 시끄럽게 떠들면 안 됩니다. 그리고 기숙사는 금연 건물이므로 기숙사 안에서는 담배를 피울 수 없습니다. 질문 있으십니까? 식사는 어떻게 하나요? 1층에 있는 기숙사 식당을 이용하시면 됩니다. 하지만 일요일에는 문을 열지 않습니다. 방에서 음식을 만들어 먹어도 되나요? 방에서는 요리를 하면 안 됩니다. 음식을 만들고 싶으면 2층에 있는 부엌을 이용해 주세요. 기숙사에 친구가 놀러 와도 됩니까? 네. 하지만 밤 10시 이후에는 모두 돌아가야 합니다. 기숙사 안에 운동할 수 있는 곳이 있습니까? 네. 지하에 운동시설이 있는데, 기숙사에 사는 학생은 50% 싸게 이용할 수 있습니다. Đầu tiên là chúng ta sẽ được nghe nhạc ở trong ký túc xá, không được nấu ăn và không được hút thuốc. Thứ hai là người ngoài có thể vào được nhưng đến 10 giờ phải về. Thứ ba là được sử dụng những dụng cụ tập thể thao nhưng mà sẽ giảm giá 50% chứ không phải miễn phí. Nên câu số 2, câu số 1 đúng. Bởi vì À, có thể sử dụng nhà ăn nhưng mà riêng chủ nhật thì không được sử dụng chủ nhật đóng cửa thì sẽ sử dụng nhà ăn từ thứ hai đến hết thứ bảy chúng ta nghe lại một lần nữa. 잘 듣고 질문에 답하세요. 여러분 기숙사에 오신 것을 환영합니다. 먼저 기숙사에서 지켜야 할 것에 대해서 몇 가지 알려드리겠습니다. 기숙사는 여러 사람이 같이 사는 곳이기 때문에 다른 사람에게 불편을 주는 행동을 하면 안 됩니다. 밤에 큰 소리로 음악을 듣거나 시끄럽게 떠들면 안 됩니다. 그리고 기숙사는 금연 건물이므로 기숙사 안에서는 담배를 피울 수 없습니다. 질문 있으십니까? 식사는 어떻게 하나요? 1층에 있는 기숙사 식당을 이용하시면 됩니다. 하지만 일요일에는 문을 열지 않습니다. 방에서 음식을 만들어 먹어도 되나요? 방에서는 요리를 하면 안 됩니다. 음식을 만들고 싶으면 2층에 있는 부엌을 이용해 주세요. 기숙사에 친구가 놀러 와도 됩니까? 네. 하지만 밤 10시 이후에는 모두 돌아가야 합니다. 기숙사 안에 운동할 수 있는 곳이 있습니까? 네. 지하에 운동시설이 있는데, 기숙사에 사는 학생은 50% 싸게 이용할 수 있습니다. tiếp theo chúng ta đến phần nói thì là giờ heo tô tuyên cửa qua hai ảnh đây trong những cái nơi như thế này ví dụ như viện bảo tàng tàu điện ngầm hoặc là trong bệnh viện gì những cái việc gì không được làm hay những việc gì được làm thì chúng ta hãy cùng đưa ra và chúng ta sẽ cùng nói với nhau và tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ilgo tiếp theo chúng ta sẽ vào phần Suki. phần đọc này chúng ta có chuẩn bị 여러분 한국계서 분화차이를 느낀 적이 있습니까 các bạn đã có sự cảm nhận về khác biệt văn hóa của Hàn Quốc không văn hóa ở Hàn Quốc hay không về ăn uống về khi mà đi vào khách sạn chúng ta xếp hàng hay đi vào công diễn chúng ta xếp hàng tiếp theo ta mịch cô chim buôn thập chúng ta đọc đoạn văn sau và chúng ta trả lời câu hỏi 우리나라에서는 ở đất nước chúng tôi 다른 사람의 버디든 반치면 안돼요 ở đất nước của chúng tôi thì so lên đầu người khác là không được 한국 문화는 우리나라 문화와

xâm lần đầu tiên đến Hàn Quốc thì khi đi tàu điện ngầm tôi thấy tôi nhìn thấy một bà nào đó xoa đầu lên xoa lên đầu đứa trẻ cho nên tôi đã từng rất là ngạc nhiên 우리나라에서는 다른 나라 다른 사람의 머리는 만지면 안 됩니다. 아르네 của chúng tôi thì không thì cái việc sờ nếu mà sờ lên đầu người khác là không được. Nếu mà xoa lên đầu người khác là không được. 머리는 그 사람의 영혼 있는 곳인데 곳이 기대문입니다. Đầu ấy là cái nơi mà

thế nhưng ở hàn quốc ấy thì khi mà khen ngợi trẻ con thì cái việc xoa đầu cũng rất là nhiều người làm 그리고 và 우리나라에서는 밥을 먹거나 다른 사람에게 문거는 줄때 ở và ở đất nước của chúng tôi khi mà ăn cơm hoặc là cho người khác một món đồ bên son euro tu và cho bằng tay trái thì không được dùng tay trái thì không được. Hajiman thế nhưng ở Hàn Quốc, Hàn Quốc ấy cho nên sang quan ở Sumida. Ở Hàn Quốc thì không sao. Hàn Quốc thì không quan tâm đến việc là dùng tay trái hay dùng tay phải. Irakke, Irakke văn hóa ga, Irakke văn hóa ga, thay đổi, các cụm, thăng hoa hàn tê ga, kì nên hà chìman, tuy là ít ức cái ngôn ngữ, là giờ cái văn hóa nó khác biệt về như vậy, cho nên là cà cơm thỉnh thoảng, thang hoa hơi tê cái kì nên hà chìman thỉnh thoảng có một chút lúng túng, nhưng quê cuộc kể giờ xen hoa hai bộ men 그 나라의 문화는 잘수 있어서 좋은 것 같습니다. Tuy là có một chút lung túng nhưng khi sống ở nước ngoài thì cái việc hiểu biết nhiều về văn hóa của nước đó thì tốt. Thì câu hỏi trong phần này đó là y kure neung kat chi <laughs> an neung sơn để số 1 là Isramun. Chúng ta là chọn nội dung mà không giống với nội dung của đoạn văn. Isramun Vunhoaga Thalasa Thang Hoang Han Choki Thì cái người này vì là sự khác biệt về văn hóa nên bạn ấy có sự lung túng. Isramun Isramun Narai Ở đất nước của bạn này Wen muốn gần chu chi là không đưa không đưa quả bằng tay trái tiếp theo manchester người này đã được bà được một bà xoa đầu và bạn này rất là ngạc nhiên thì ở đây chúng ta có số 3 là cái ý mà chúng ta cần phải chọn đó là không đúng với nội dung của đoạn văn Tiếp theo <laughs> tại sao ở đất nước, nước của bạn này đất nước của người viết này lại tại sao lại không không sờ lên đầu của người khác thì các bạn viết vào đây vì sao ạ vì đầu ấy thì là đây cứ sarame yong hôn y koshi ok và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần bài đọc này 우리나라에서는 다른 사람의 머리를 만지면 안 돼요. 한국 문화는 우리나라 문화와 많이 다릅니다. 한국에 처음 왔을 때 지하철에서 어떤 할머니가 앞에 있는 아이의 머리를 쓰다듬는 것을 보고 놀란 적이 있습니다. 우리나라에서는 다른 사람의 머리를 만지면 안 됩니다. 머리는 그 사람의 영혼이 있는 곳이기 때문입니다. 그런데 한국에서는 아이를 칭찬할 때 머리를 쓰다듬는 사람들이 많습니다. 그리고 우리나라에서는 밥을 먹거나 다른 사람에게 물건을 줄때 왼손으로 주면 안 됩니다. 하지만 한국에서는 상관 없습니다. 이렇게 문화가 달라서 가끔 당황할 때가 있기는 하지만 외국에서 생활을 해보면 그 나라의 문화를 잘 이해할 수 있어서 좋은 것 같습니다. 우리나라에서는 다른 사람의 머리를 만지면 안 돼요. 한국 문화는 우리나라 문화와 많이 다릅니다. 한국에 처음 왔을 때 지하철에서 어떤 할머니가 앞에 있는 아이의 머리를 쓰다듬는 것을 보고 놀란 적이 있습니다. 우리나라에서는 다른 사람의 머리를 만지면 안 됩니다. 머리는 그 사람의 영혼이 있는 곳이기 때문입니다. 그런데 한국에서는 아이를 칭찬할 때 머리를 쓰다듬는 사람들이 많습니다. 그리고 우리나라에서는 밥을 먹거나 다른 사람에게 물건을 줄때 왼손으로 주면 안 됩니다. 하지만 한국에서는 상관 없습니다. 이렇게 문화가 달라서 가끔 당황할 때가 있기는 하지만 외국에서 생활을 해보면 그 나라의 문화를 잘 이해할 수 있어서 좋은 것 같습니다. Tiếp theo, chúng ta sẽ phần tiếp theo của bài này. Suki, chúng ta sẽ viết là Hàn Quốc là một trong những Hàn Quốc. Bạn đến Hàn Quốc và bạn đã cảm nhận được cái sự khác biệt về văn hóa chưa? Chưa đâu bốn đa đa hóa Hàn Quốc Các bạn hãy viết sự khác biệt uh, giữa đất nước các bạn giữa văn hóa đất nước các bạn và văn hóa của Hàn Quốc hãy viết và tiếp theo chúng ta sẽ có phần uh, văn hóa thì ở trong này phần văn hóa thì ở bên Hàn Quốc ở tội ngầm hoặc xe buýt người ta có một số cái chỗ ngồi dành riêng cho những cái đối tượng là uh, yếu thế tức là uh, về cơ thể không được tốt hoặc là người già hoặc là phụ nữ mang thai những người bị thương hoặc những người có con nhỏ thì sẽ có chỗ riêng biệt ở trên tàu điện ngầm thì cái này thì chúng ta tìm hiểu thêm cái chỗ đó dùng để làm gì hăng gô chia cho ni <laughs> na bơ sư ế hà ra bơ chi vi chà đi ở trên tàu điện ngầm hoặc xe buýt có những cái chỗ ngồi dành cho uh, những người mà uh, khó khăn về cơ thể hoặc là ông bà già. Cho 사람들은 이 자리가 때에도 잘 앉지 않습니다. Những người trẻ thì những cái chỗ này cho dù trống người ta cũng không thường hay ngồi vào. <laughs> ở Hàn Quốc thì những người già, những người như là ông bà già thì đi tàu điện ngầm sẽ được miễn phí và sẽ được giảm giá ở những cái, cái những cái nơi mà cần phải đưa phí vào cổng. Hàn Quốc là đến bunun nữ 위한 chế độ ca 잘 되어 있는 것 Thì ở Hàn Quốc là những thì là uh, những cái uh, chế độ dành cho người già rất là tốt. Tiếp theo là phần phát âm. Phần phát âm trong phần này trong bài này chúng ta chú ý phát âm n khi phát chim là n hoặc m đằng sau có c, t, ch, thì phát âm chúng ta, các âm sau chúng ta đọc thành âm căng. Cái đó là quy tắc. Chúng ta chú ý. N, M gặp C, T, S, C, T, Thì C, T, R đọc thành âm căng. Cái đấy là quy tắc. Và chúng ta sẽ xem phát âm trong phần này. Hai phần phát âm chúng ta sẽ nghe thử. 1 운동화를 신고 가세요. 2. 시간이 많이 남지요? 1. 운동화를 신고 가세요. 2. 시간이 많이 남지요? 1. 의자에 앉다가 넘어졌어요. 2. 아기를 안고 사진을 찍었어요. 3. 너무 바빠서 머리를 감지 못했어요. 4. 어제부터 배가 아프네요. 아프면 참지 말고 병원에 가세요. Ở đây là phần phát âm, chúng ta chú ý những cái phát âm. Và chúng ta xem lại bài số 14. Chúng ta học đó là yokiso sachin sachinen chikoto ô Ở đây chúng ta từ vựng thì chúng ta học được một số cái từ vựng về lễ tiết, phép lịch sự rồi giữa người lớn nói nofimal và không được nói chống không với người lớn. Thứ hai nữa là những cái biển cấm, và khuyên người ta không được làm gì ở những cái biển cấm đó và thêm nữa chúng ta học bốn ngữ pháp đó là ngữ pháp thứ nhất đó là bạn từng làm gì chúng ta biểu hiện là chúng ta đã từng làm được cái việc gì hoặc đã từng gặp ai đã từng ăn gì và khi chúng ta đã thực hiện hành động gì đó thì chúng ta làm như thế nào ví dụ khi còn trẻ hay là khi đã gặp người già hay là khi đã đến Ờ, trong công dân trang tiếp theo auto thuế ô auto thuế tà đó là cho dù làm gì đó cũng được cái này là người ta chấp nhận cho mình tiếp theo động từ đi với ư miên ăn tuệ đó là nếu mà làm việc đó thì không được và ở trong bài học chúng ta cũng được học rất nhiều cái hoàn cảnh như là ở trong Chúng ta đã được nghe một cái đoạn thông báo của uh, một cái dạp về một cái buổi công diễn. Rồi chúng ta tìm hiểu quy tắc ở ký túc xá. Rồi chúng ta uh, tìm hiểu về cái sự văn hóa khác biệt trong phần Ikosuki. Và chúng ta đã được tìm hiểu thêm một chút về cái vấn đề là tôn trọng người, tôn kính người già người yếu thế. Đó, đó ở trong cái đoạn phần văn hóa. Thì ở phần bài số 14 này chúng ta đã học xong. Xin chào các bạn.